Thưa quý vị, thời gian qua, gần 4.000 cán bộ, giáo viên mầm non đã hoàn thành khóa đào tạo tình nguyện viên sơ cấp cứu do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Qua đó đã san sẻ phần nào nỗi lo của nhà trường lẫn phụ huynh trước nguy cơ tai nạn tiềm tàng xảy ra với trẻ. Đến nay, giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi hoàn thành khóa đào tạo tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1 theo quy định của Bộ Y tế đều đảm bảo kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn thương tích của trẻ tại lớp học và trở thành những tình nguyện viên sơ cấp cứu hoạt động hiệu quả tại cộng đồng. Ở trường mầm non 19 tháng 5 thì 100% giáo viên và y tế đã được tập huấn lớp sơ cấp cứu và đã được cấp giấy chứng nhận. Ở trường có thể có những trẻ sốt cao thì giáo viên cũng có thể là xử lý một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, hoặc là có những cái sự cố ví dụ như là bị ngã, trẻ bị té thì cũng kịp thời xử lý. Ngoài việc giáo dục giúp trẻ em hình thành các kỹ năng và nhận biết phòng tránh những nguy cơ không an toàn cho bản thân, thì những hoạt động hàng ngày như vui chơi, vận động, vệ sinh tại trường mầm non luôn tiềm ẩn những tình huống có thể xảy ra đối với trẻ. Do đó, việc trang bị các kiến thức, đặc biệt là kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên mầm non là rất cần thiết, góp phần giảm thiểu hậu quả đáng tiếc cho trẻ. Khi mà được biết là các cô đều có trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu thì cũng rất là yên tâm. Tại vì ở trong môi trường trẻ em thì lúc nào mình cũng thường trực là có những cái sự cố nhỏ thì khi mà mình chưa có được những cái đội ngũ mà cấp cứu chuyên nghiệp thì các cô chính là những cái người mà cấp cứu ban đầu thì rất là kịp thời và cái điều đó là nó sẽ giúp ích cho các con. Trên cơ sở kết quả đề án, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đề nghị ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu trong trường học, triển khai đề án huấn luyện sơ cấp cứu dành cho giáo viên các bậc học, qua đó góp phần thực hiện kế hoạch chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.